Super Micro X13 dành cho HPC, kiến trúc điện toán dày đặc dành cho nghiên cứu khoa học, mô phỏng và phân tích khám phá dữ liệu. Kiến trúc Super Micro X13 có mật độ tính toán tối ưu, tính linh hoạt của mạng và khả năng tăng tốc GPU tùy chọn cho các ứng dụng đòi hỏi nhiều tính toán nhất. Super Micro X13 dành cho HPC có 3 hệ thống bao gồm X13 Superblade, X13 Fatwin và X13 Multi Processor. Đầu tiên chúng ta nói về Superblade, được tối ưu hóa về mật độ hiệu quả cao hỗ trợ tới 20 nút trong vỏ 8U với nguồn điện. Bộ làm mắt và bộ chuyển đổi Ethernet dùng chung, hệ thống đa nút mật độ cực cao dành cho doanh nghiệp, đám mây, HPC và AI, được hỗ trợ bởi Intel Xeon có thể mở rộng thế hệ thứ 5. Bộ xử lý thiết kế mật độ cao của Superblade trong thiết kế 8U, khung gầm rack mount mang lại sức mạnh tính toán chưa từng có trong một dấu chân vật lý tối thiểu, hiệu quả và hiệu suất là được cải thiện hơn nữa nhờ công nghệ Intel Quick Assist tích hợp, giúp giảm tải mật mã thông thường cho khối lượng công việc điện toán quan trọng hơn. X13 Fatwin, hệ thống 4U 8 nút và 4 nút có cấu hình cao, tối ưu hóa cho tính toán hoặc lưu trữ tỷ trọng, nền tảng hợp nhất để tính toán và lưu trữ. Bộ xử lý đa năng X13, hiệu suất và mật độ bộ nhớ cao nhất cho các ứng dụng doanh nghiệp, khả năng cấu hình và khả năng mở rộng tối đa, được hỗ trợ bởi Intel Xeon Scalable thế hệ thứ 4, bộ nhớ cao và mật độ lõi được thiết kế cho dữ liệu. Chúng ta vừa xem qua danh mục hệ thống Supermicro X13 dành cho HPC, kiến trúc điện toán dày đặc dành cho nghiên cứu khoa học, mô phỏng và phân tích khám phá dữ liệu. Nếu bạn quan tâm đến những dòng sản phẩm trong danh mục hệ thống X13, vui lòng truy cập thế giới máy chủ.vn hoặc nhấn vào link liên kết ở trang cá nhân để biết thêm thông tin chi tiết, tư vấn và mua hàng toàn quốc.